Ồ, cái góc này thì trông nó giống giống một cái công trình gì đấy nhỉ? Nếu như cắt cái khoảng trên đi thì nó gần giống lăng Nhìn gần như Hồ. nào? À, Lăng Bác à? Ở đấy thì mày cứ nhìn theo có đúng không nào? Đúng Nếu rồi. như cắt hết nhưng mà Cắt phần cái trên mái đi. Cắt cái À. mái đi thì nó là Giống lăng. Như lăng. Cái lúc mà muốn xây À. lên cái mái thì nó rất giống lăng. Các bạn thân mến, nhắc tới Thái Bình thì ngày xưa ấy, cho đến bây giờ thì nhiều người vẫn còn giữ cái quan niệm rằng đó là một vùng quê lúa nghèo khổ. Nó ghi hằn bởi cái lịch sử mà những cái năm 45, cái thời thiếu thốn, cái thời mà chết đói nhiều của Việt Nam, thì người Thái Bình là một trong những người nạn nhân mà chịu cái thiệt hại nặng nhất. Do đó thì nó vẫn còn tồn tại những cái quan điểm cho tới ngày hôm nay rằng Thái Bình là một nơi khó khăn. Thế nhưng mà khi tới ngôi làng Mẹo ở Hưng Hà, Thái Bình thì các bạn thấy làng quê bây giờ đã đổi mới, có rất nhiều những ngôi biệt thự và có rất nhiều tỷ phú ở đây. Khi tới đây thì tôi cũng ấn tượng với những cái công trình, không chỉ là những cái tòa nhà, những cái dinh thự của người dân đâu, mà có cả những cái công trình mà khiến mình phải ngỡ ngàng. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tôi đi đến thăm một nơi là một cái ngôi đền thờ của dòng họ Trần để xem là nó đặc biệt thú vị như nào nhé. Thực sự bất ngờ các bạn ạ, khi mà tôi tới khu vực này của làng Mẹo hay còn gọi là làng Phương La thì tôi bắt gặp một cái công trình nó vô cùng hoành tráng, được sơn màu vàng, và nó không chỉ ấn tượng bởi cái màu sắc, về cái sự hoành tráng, mà cái kiến trúc của nó gần như là tân cổ giao duyên ấy. Tức là phía trên đỉnh thì tôi thấy là hình thù của một cái ngôi chùa, nhưng mà ở phía dưới là những cái khối hình trông rất là quen thuộc, giống như là một cái công trình nào đó mà tôi đã gặp ở Hà Nội rất nổi tiếng rồi. Thậm chí là ngay phía dưới là có cả một cái cây cây đa, nó mọc, nó bủa vây lấy cái công trình này. Thú thực với các bạn là tôi đã từng tới đây cách đây khoảng gần chục năm trước, thì khi đó công trình này bị buộc phải dừng lại. Khi đó nó có cái màu xám thì càng khiến cho mình cảm thấy nó ấn tượng hơn. Bây giờ làm sao để vào được bây giờ nhỉ? Hiện nay là vào giữa trưa, đường rất là vắng vẻ và nắng gắt, bầu trời xanh thì cái công trình nó màu vàng nó càng nổi bật. Hình như bên cạnh là có một cái chợ thì phải. Bây giờ thì tôi sẽ vào hỏi các vị bô lão ở đây về cái công trình này, tại sao nó lại to như thế này. Chào các chú ạ. Cho hỏi là cái công trình bên cạnh là cái công trình gì mà trông nó hoành tráng nhỉ? Nhà thờ đấy, đấy. Vâng, nhà thờ ạ. Thờ. Nhà thờ là có cụ thể là thờ cái gì không ạ? Thờ họ người ta. À, nhà thờ họ à? Là họ gì? Họ Trần hay họ gì Trần ạ? đấy. Họ Trần đúng không ạ? Trần Xét. À. Ông này nhà ông ấy là ông ấy Bia Đại chủ Việt. tịch tập đoàn Bia Đại Việt đấy. À, chủ tịch tập đoàn Bia Đại Việt xây nhà thờ họ đấy ạ. Thà thà ông ấy Vâng. Cho cái nhà thờ này đã xây lâu chưa nhỉ? 2005. À, cách đây phải 15 năm rồi đúng không? Mà sao cái kiến trúc của nó kỳ lạ nhỉ? Ở phía phần dưới, nửa dưới thì trông nó kiểu phương Tây ấy, ở phía trên lại châu Á. Châu Âu cái này ông Vâng, ấy nửa gọi châu là Á, nửa châu Âu. cái này nhà Nghề thờ nghiệp là của. kiến trúc sư là ông ấy mời cái đám mà ông Liên Hợp Quốc về. À. Thế là đâm ra là một thằng thì châu Âu, một thằng châu Á, nó mới để thành có cả một thằng ở mãi Nam Mỹ để nó mới có mấy cái con này. Nhà thờ riêng của dòng họ. Ví dụ như bây giờ mà cháu muốn vào thì có được không nhỉ? Và được À, được vào được à? vào đẹp À, cổng bên kia à? có người ở đấy mà
À qua, vâng. Qua cổng ấy vào bỏ cái bác Bác Trọng nhé. À Bác Trọng. Vào mình vào thắp hương nên tham quan là bác mới. Bác ở đấy đấy. Vâng vâng. Ồ cái góc này thì ở trông nó giống giống một cái công trình gì đấy nhỉ? Nếu như cắt cái khoảng trên đi thì nó gần giống lăng. Vâng, gần như là. À lăng Bác à? Ở đấy thì mày cứ nhìn theo có đúng không nào? Đúng rồi. Nếu như cắt hết nhưng mà cắt cái mái đi. À. Mái đi thì nó là giống như lăng. Cái lúc mà mới xây cái mái thì nó rất giống lăng. Đây là lúc bây giờ là mấy thằng châu Âu nó thiết kế thế là đến lúc cuối cùng mấy châu Âu nó về đưa mấy châu Á thì thiết kế nó cái trên là nó thành thế. À. Đây. Kiến trúc sư ngày xưa là đi chiến tranh nó bắn cho nổ vậy mất một mắt. Đưa ra là còn có một mắt thôi. Vâng. Rồi bây giờ thì cháu sẽ vào xem. Vâng vâng. Mở cửa. Vâng cháu cảm ơn. À, thực ra mọi người ở đây nói là cái câu chuyện là như vậy là có thể là cái kiến trúc sư là Liên Hợp Quốc bởi vì nó là có cái sự phối hợp tân cổ giao duyên, nhưng mà cái câu chuyện đằng sau của cái nhà thờ này thì tôi nghĩ rằng là nó còn dài và ly kỳ hơn là những lời họ nói rất là nhiều. Bây giờ thì hóa ra tôi đang ở mặt sau của cái công trình này, bây giờ mình sẽ tìm đường để vào đi mặt trước xem nào. Một cái bức tường và có một cái cổng ở đây. Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam, đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam. À tức là năm nay, ngay đầu năm nay thì là lễ giỗ tổ họ Trần. Mình cũng phải xin phép chứ nhỉ? À chắc là không phải xin phép đâu, bởi vì là ở đây có những cái tức là có cái sự mở cửa và cho phép sự tham quan thì thôi, mình không có ai thì mình cứ vào, nếu mà có rồi thì có ai ra thì mình sẽ xin. Ôi, quá hoành tráng luôn. Ở trong đây thì nó giống như một cái nhà 3 tầng nhưng mà lại thông lên trên. Đây nhìn vào đây là tôi thấy có 3 tầng này và cũng đều có những cái tức là được sơn vàng và có những cái dòng chữ ở trên mái kìa, rất là ấn tượng. Ở trên mái là chỉ có một chữ thôi mà tôi tạm thời trong cái thời điểm này thì tôi chưa dịch ra được đó là chữ gì, còn các bạn nào biết thì các bạn dịch nhá. Tôi mạnh dạn đoán là chữ Trần bởi vì đây đền thờ họ Trần mà. Đó còn có thể là chữ Phúc hay là chữ gì đó. Ngay chính giữa thì có một cái tấm bảng ghi là hãy nghĩ những điều chưa ai nghĩ tới, hãy làm những việc chưa ai làm được. Những cái điều này là răn dạy để thành công đây. Và ở đây là có những cái đồ lễ, hai hàng ngựa, hai chú ngựa trầu rất là to này. Hiện nay thì có thể không phải là một cái ngày lễ gì đó thì người ta đã đóng cửa, tạm gọi là vậy, chỉ mở cửa này thôi, chắc là sẽ có người canh, người trông ở đây, nếu mà mình mà muốn đến xem thì có thể liên hệ họ để họ mở ra cho mình. Còn bình thường vào này thì cảm giác khá là lạnh lẽo. Đây có một cái ghế này. Cái ghế này không biết là có được chạm vàng không nhỉ? Cảm giác như là chạm vàng ấy. Đấy. Uh,
Theo như người dân nói thì đây là người xây dựng cái công trình này là ông chủ của công ty bia Đại Việt, là một trong những người mà rất là thành danh, một người con của Thái Bình. Đây là lối xuống, còn bên kia lối lên, thì mình cứ đi theo đúng chiều xem như nào. Đây, lối lên. Cảm giác như là đang thám hiểm một cái công trình mà không có người trông coi và bị bỏ hoang ấy, là mình cũng cảm thấy hơi run run. Đấy là cái cảm giác thôi, chứ thực ra là đây là một cái nơi có cái sự chăm sóc và cho mọi người đến để viếng thăm. Ở đây có những cái ban thờ rất là lớn. Rồi, vậy tôi muốn biết xem tầng trên là có cái gì. Trên này thì tôi gần hơn với cái chữ này, thì không biết các bạn nào có thể đọc được không. Đây là tầng 3 rồi, và tôi tưởng tầng 3 là cái tầng mà cao nhất, nhưng mà hóa ra là còn một tầng nữa. Đây, bây giờ tôi sẽ lên tầng trên. Trên này thì là cái khu vực mái cong cong theo cái kiến trúc của Á Đông. Wow, rất là rộng luôn. Đây là một cái điện rất to, rộng, với những bức tường, với những cái bức tượng bằng vàng hết, bức tượng thờ. Có thể thờ là những người mà họ Trần. À đây rồi, tôi có thể đọc được. Ở đây là Thái sư Trần Quang Khải, Thượng tướng Trần Tự Khánh, tức là những người con họ Trần mà đã thành công và thành danh trong chiều dài lịch sử của Việt Nam. Ở đây thì có một người mà trông khá là quen, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thì không hiểu là tại sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại ngồi ở đây nhỉ? Bên cạnh là Trần Hưng Đạo, Hưng Đạo Vương, Đại Vương và Thượng tướng Phạm Ngũ Lão. Ba người này thì có một cái mối, có một cái sợi dây nào liên kết ba người này không nhỉ? Có thể đó là những cái vị tướng tài trong lịch sử chăng? Trần Hưng Đạo thì là rất nổi tiếng rồi. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hai người này thì là đã nằm trong những vị tướng tài mà thế giới họ công nhận ở Việt Nam. Và Phạm Ngũ Lão chắc là cũng vậy. Tức là ý là họ Trần là được đứng trong hàng ngũ, là những vị tướng có người đứng trong hàng ngũ tướng quân lẫy lừng của Việt Nam. Thế là tôi đoán vậy. Và cũng rất nhiều người nữa. Bây giờ thì tôi muốn có một chút suy luận về cái kiến trúc của cái công trình này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống. Tôi muốn hỏi thêm một vài câu hỏi mới có thể là có thêm đủ những cái dữ liệu tôi mới kết luận được chính xác hơn. Bây giờ thì chúng ta xuống. Thực sự với các bạn, nếu như đứng ở góc này, nhìn cái công trình này, nếu cái công trình này mà nó màu xám thì tôi nghĩ rằng gần như là mọi người đều liên tưởng nó giống với một công trình rất nổi tiếng ở Hà Nội. Đó. Thế nhưng khi mà người ta xây dựng như vậy rồi thì
bỗng một lý do nào đó, công trình bị buộc phải dừng lại và có một chút thay đổi trong thiết kế. Đó chính là sự xuất hiện của những cái họa tiết rồng phượng cũng như là rất là Á Đông ở phía trên. Trông tổng thể thì nó vô cùng là khó hiểu với nhiều người. Đó là lý do mà người dân cho rằng đây là cái sự kết hợp của Tân Cổ Giao Duyên, rồi thiết kế phương Tây với phương Đông. Rồi cái ông thiết kế thì ông đang làm, thì ông đi về. Đấy, tóm lại là rất nhiều những cái lời đồn đại như vậy. Đặc biệt là ở cái phía ngay cả cái phần thiết kế mà hình hộp ở dưới này, thì một nửa kia kìa, thì nó đã như kiểu là đang làm dở thì bỗng phải dừng lại, thì nó lửng lơ ở kia. Đó. Và nói chung là tôi đoán rằng là nó có một cái sự thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng. Đang xây dựng được một nửa rồi thì buộc phải thay đổi. Bây giờ thì tôi sẽ gặp một ai đó để hỏi một vài câu chứng thực cho cái điều này. Không có ai ở đây à? Anh ơi! Con chào chú. Chú ơi, con muốn tìm hiểu thêm thông tin về đền thờ ấy ạ. Thì chú trả lời con đúng không ạ? Con muốn biết là cái đền thờ này thì xây dựng vào khoảng năm bao nhiêu ạ? Và hoàn thành năm bao nhiêu chú nhỉ? Ngôi đền này xây dựng năm 99. Năm 99 cơ à? Thành năm 2010. 2010, tức là tận khoảng hơn 10 năm xây dựng. Sao lâu đấy chú nhỉ? 10 năm. À. Bởi vì nó to như này, sau đó như vậy là phải xây dựng bình tĩnh. Ừ. Chứ không làm như nhà dân được. Vâng. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa, tức là ông Trần Văn Sen là những người, tức là vừa là trưởng tộc, là chủ tịch Hội Thần Việt Nam. Đó, ông ấy chủ yếu là ông ấy là chủ đầu tư. Thế còn lại như vậy là bà con nhân dân, thì coi như bà con trong dòng họ này ai thì có 500-1.000 thì quyên góp, quyên góp công đức thì công đức, mà không thì cái là tùy tâm. Dạ. Đó, thế còn chủ yếu là đại gia đình ông Trần Văn Sen. Thế nên là cái thời điểm ấy thì kinh tế nó còn đang khó khăn, thế nên là nó kết hợp tức là dài dòng một chút. Vâng. Dài thời gian một chút. Thế còn về thiết kế của công trình này là cháu thấy nó cũng có cái sự hơi kiểu nhiều trường phái ấy. Cái thì phương Tây, cái thì phương Đông. Thì không biết là có cái chủ đích gì không chú nhỉ? Cái này thì riêng thì chú ở đây thì chú không biết được cái ấy. Vâng. Bây giờ chú ở đây thì chú chỉ biết là quản lý và trông nom trong cái lúc xây dựng cũng như là bây giờ. Dạ. Vâng. Đây, cháu cảm ơn ạ. Cái chú canh gác ở đây thì vừa cảnh báo tôi là ở đây không được quay, khi mà biết là tôi muốn quay công trình này. Có thể về cái sự nhạy cảm của nó, theo cái suy luận của tôi nhá, thì công trình này cái hình dáng ban đầu của nó khá là nhạy cảm, bởi vì nó giống với một cái công trình nổi tiếng ở Hà Nội. Do đó mà khi đang xây dựng thì nó bị tạm dừng lại. Chính vì vậy mà nó cần đến cái sự thiết kế lại để có thể hoàn thiện nốt. Đó là lý do mà vì sao về màu sắc, về những cái họa tiết phương Đông, và đặc biệt là cái phần mái nó đã thay đổi theo cái chiều hướng là Á Đông hơn. Và do đó hiện nay thì cái kiến trúc của nó mới kỳ lạ và có thể nói rằng là độc đáo, thú vị như ngày hôm nay. Hy vọng rằng là nếu như có dịp đến với Thái Bình thì các bạn hoàn toàn có thể tới đây để chiêm ngưỡng cái sự lý thú này. Tôi nghĩ
khá thú vị đấy chứ.